Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Wigo phiên bản G, phiên bản số tự động đầy đủ option nhất của dòng xe Wigo mà trong video ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2024. Dịp giữa tháng này, Top Car VN sẽ cập nhật và giới thiệu chi tiết về Wigo G, về mức giá bán tại thời điểm này của Toyota Wigo G và mức lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái phiên bản này. Wigo G thì đi gia đình hay chạy công việc đều ok. Nó là cái phiên bản số tự động với mức giá niêm yết là 405 triệu đồng. Mức giá mình cập nhật mới nhất đại lý đang giảm là 10 triệu đồng dành cho quý khách hàng. Giá bán còn lại là 395 triệu đồng. Với mức giá này, lăn bánh ở tỉnh của nó là 439 triệu. Ở Hà Nội là 467 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 459 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh của nó là 439, Hà Nội là 467 và thành phố Hồ Chí Minh là 459 theo phương án trả thẳng. Giá này nếu như so sánh ở trong phân khúc với chiếc xe Hyundai i10 AT Hatchback thì Wigo G đang thấp hơn i10 AT Hatchback sau khi trừ đi chương trình khuyến mại nhá, là 10 triệu đồng. Giá rất cạnh tranh với Toyota Wigo G này. Quay trở lại với mức giá của Wigo G, nếu như mà mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 124 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 151 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 144 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 124, Hà Nội là 151 và thành phố Hồ Chí Minh là 144 theo phương án trả góp. Và trước mắt quý chị các bạn, đó là màu cam của Wigo G, một cái màu rất là phổ thông. Mình xin phép là giới thiệu nhanh những cái thông số kỹ thuật, đặc điểm ngoại thất, nội thất option của phiên bản này dành cho anh chị khách hàng lần đầu tìm hiểu. Với Wigo G này thì cái phần mặt ca lăng được kéo dài sang hai bên theo kiểu dạng hình thang, nhìn nó to bản, nó tạo ra cái phần đầu đâu đó cảm giác là thể thao và cứng cáp. Logo của Toyota thì vẫn được đặt ở vị trí trung tâm. Điểm mới của Wigo G đó là cái công nghệ đèn trang bị của nó. Nó là dạng đèn pha cốt, là dạng LED rồi anh chị nhá. Ở trong cái phân khúc cỡ A này thì như là chiếc xe i10 vẫn đang là đèn halogen. Morning bản GT Line cũng là đèn LED rồi sao ấy. Thế còn Wigo G này bây giờ là đèn LED luôn rồi. Bản trước của nó là đèn halogen anh chị nhá. Lên đèn LED thì nhìn nó sang hơn, nó sáng hơn anh chị ạ. Đó là về phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn xe của Toyota Wigo, chiếc xe này thì có một cái ưu điểm, đó là cái không gian bên trong của xe rất là rộng rãi, thoải mái, vì cái chiều dài cơ sở của xe cũng đã được kéo dài thêm. Về cái phần la răng nhá, của nó sẽ là la răng đa chấu hợp kim, màu của cái la răng này là màu bạc. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là tăng chống, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc anh chị nhá. Những cái tính năng an toàn cơ bản thì Wigo G này cũng đã được trang bị rồi. Chúng ta tiếp theo sang bên trên cái phần gương chiếu hậu này thì là gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp sinh ra trên gương, sơn cùng màu thân xe, và quan trọng này này, có cảnh báo điểm mù luôn các bạn nhá. Có cảnh báo điểm mù với Toyota Wigo phiên bản G số tự động này. Ngày trước thì nó là sử dụng hộp số tự động 4 cấp, bây giờ thì nó là sử dụng hộp số tự động vô cấp, hộp số DCVT anh chị ạ. Các bạn, anh chị nào mà chúng ta đi chiếc xe Toyota Way rồi thì cái chiếc xe này hộp số tương tự như vậy. Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và có cảm biến mở xe anh chị nhé. Chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi, còn đóng mở khóa cửa thông qua cái cảm biến đấy anh chị ạ. Đó là về tiếp theo nữa sang cái phần dung tích tiêu hao nhiên liệu. Cái này mới là đáng chú ý này. Cung đường ở đây thì nó hơi mờ một chút. Trong cung đường kết hợp của nó là 5,2 lít. Đấy, một chiếc xe ở phân khúc cỡ A cạnh tranh với cả i10, cạnh tranh với cả Kia Morning. Nhưng mình chắc chắn với quý vị các bạn rằng Wigo này tiết kiệm hơn rất nhiều so với cả i10 và Morning anh chị nhá. Mình khẳng định luôn là tiết kiệm hơn rất nhiều chứ không phải nhiều anh chị ạ. Tiếp theo nữa là sang cái phần đuôi sau của Wigo. Phần đuôi sau này thì kiểu dáng thiết kế với những cái đường gân dập và tạo ra cái sự thể thao, nhìn cũng tương đối là cứng cáp. Cái phần sau này logo của Toyota đây đúng không ạ, được đặt thẳng bên lên bên trên này, rồi là bên dưới là cái lẫy để mổ cái không gian cốp Wigo G đúng không ạ. Máy 1.2 hộp số DCVT. Đằng sau này thì có một cái cụm đèn hậu phía sau. Ngoài ra thì về tính năng an toàn nhé, thì chiếc xe này có được trang bị về cam lùi, có được trang bị về cảm biến anh chị nhé. Đây là cái cảm biến này. Đấy, cảm biến lùi. Đấy, có hai cảm biến lùi anh chị nhé. Nhìn cái màu cam này nhìn rất là dễ nhìn. Wigo có màu cam này, có màu đỏ này, có màu trắng này, có màu ghi bạc nữa anh chị nhé, không có màu đen.
Màu đen thì ở phân khúc cỡ A thì hình như là không có chiếc xe nào có. Vì đã là phân khúc cỡ A thì nó nhỏ xe mà trang bị màu đen thì đúng là nó còn bé nữa đi ấy, nhìn rất là khó nhìn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lốp sô cua, nó chỉ là lốp sô cua thôi, tức là cái lốp của nó sẽ nhỏ hơn 1 inch so với cả cái lốp chính anh chị nhá. Đấy, nó nhỏ hơn 1 inch. Nó chỉ là lốp để chúng ta thay vào đi về gara, sau đó chúng ta lại sửa cái lốp chính đi và lại thay lại lốp chính vào anh chị ạ. Chiếc xe Wego này ở không gian nội thất bên trong của xe thì là nó sẽ là màu đen, ghế là ghế nỉ anh chị ạ. Cái ghế nỉ này, cái ghế nỉ này mà anh chị mà chúng ta đi gia đình ấy thì có thể để nguyên lại được. Thì còn anh chị mà chúng ta chạy công việc, chạy công ty, chạy dịch vụ chẳng hạn thì mình nghĩ rằng nên bọc lại một bộ ghế da, đâu đó thêm khoảng tầm 2-3 triệu là ok rồi. Đấy, vô lăng của xe thì có được trang bị túi khí người lái này. Chiếc xe này có 2 túi khí này, rồi là điều chỉnh âm lượng này, điều chuyển kênh này, rồi là đàm thoại rảnh tay này. Chiếc xe này thì về cơ bản là có nhiều chi tiết nhựa ở bên trong này, cho nên là để mà nó hỏng thì chắc là khó. Nó rất là bền, từ táp lô cho đến vô lăng, mọi cái anh chị ạ. Wego G model 2023, màn hình giải trí 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto nhá, kết nối AUX, nghe đài radio. Bên dưới là hệ thống điều hòa, 2 cửa gió điều hòa trung tâm. Đấy, màn hình này là màn hình của Toyota luôn anh chị ạ. Đây là cái cửa gió điều hòa trung tâm này, nút cảnh báo này, rồi là nút đèn ổ start stop ở bên dưới này này. Ngoài ra thì hệ thống điều hòa cũng là hệ thống điều hòa tự động rồi, và nó có chế độ Max Cool. Cái chỗ đây, cái chế độ này thì xe Toyota thì mình thấy ít, tức là nó sẽ làm mát cái không gian làm sao là nhanh nhất. Thường ở trên những cái dòng xe của bên Honda thì hay có cái chế độ Max Cool, tức là nó sẽ điều chuyển về nhiệt độ thấp nhất và tốc độ gió cao nhất làm sao để không gian bên trong của xe mát nhanh nhất. Đấy, khoảng tầm 5-10 phút thì chúng ta sẽ điều chỉnh theo nhiệt độ mong muốn của chúng ta anh chị ạ. Nhìn vào nói vậy cho nó dễ hiểu. Ghế của nó là ghế nỉ anh chị nhá, chất liệu nỉ, đi gia đình thì cũng vẫn thoải mái thôi. Nếu không thích thì anh chị chúng ta có thể đi một thời gian sau đó bọc lại ghế da cũng được, chứ không nhất thiết là phải bọc lại ghế da ngay. Không gian bên trong của Toyota Wego phải nói là rất rộng, phải nói là như vậy. Wego cùng với cả i10 là 2 chiếc xe mà mình ngồi, là cả hàng ghế phía trước, cả hàng ghế phía sau là đều cảm nhận rằng nó rất rộng rãi, thoải mái. Chỉ cần nhìn thôi, đây chúng ta chỉ cần nhìn thôi chứ không cần ngồi vào. Cái khoảng cách từ đầu gối đến hàng ghế phía trước hay là cái độ cao của trần của nó thì không phải nghĩ với chiếc xe này. Trên đó là cái mức giá của Toyota Wego G tại thời điểm dịp giữa tháng 1 này, cũng như là Top Car VN cập nhật về những thông số kỹ thuật option giới thiệu dành cho khách hàng lần đầu tìm hiểu. Anh chị nếu mà chúng ta đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này, đang cảm thấy hợp với những cái kiểu dáng thiết kế mà chúng ta thích, đang thấy là option tầm tiền là ok này, hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.